Từ nguồn tin, lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện tại nhà không số thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12 do Nguyễn Minh Thông thuê ở, đang tàng trữ gia công một số lượng lớn quân trang, quân dụng và công cụ hỗ trợ của ngành công an. Có thể thấy, tại đây có tất cả các loại quân trang, quân dụng và công cụ hỗ trợ của ngành công an như trang phục công an nhân dân, còng số 8, roi điện, hàm, hiệu, bản tên công an nhân dân, súng, xe mô tô đặc chủng, kể cả áo sọc bị can. Không phải hàng giả hoặc hàng nhái, các sản phẩm này chính xác từ chất liệu đến mẫu mã đều là quân trang, quân dụng của ngành công an. Thông cho biết chỉ mua hàng về sửa lại chứ không trực tiếp may và sản xuất. Thiết bị này cái thứ nhất là một là mình độ lên mình làm thôi chứ còn một ít của công ty nữa. Chứ mấy cái đồ kia em có may để phục vụ cho phim thôi. Đặc biệt, trong các ngày từ 9 đến 17 tháng 6 năm 2018, Công an thành phố phát hiện một thanh niên mặc quân phục công an nhân dân tự xưng là cán bộ công an thành phố đi kiểm tra cán bộ cảnh sát công an thành phố đang làm nhiệm vụ ngoài đường phố. Thấy thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ thì thanh niên này đưa ra một bản tên công an nhân dân. Theo thông tin ban đầu, thanh niên khai tên Trần Minh Đạt, sinh năm 1994, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú quận Bình Thạnh. Trang phục và bản tên công an nhân dân này Đạt mua trên mạng với mục đích, nếu ai bị hỏi thì đưa ra và nhận mình là công an thì sẽ không sao. Đạt cho biết mua các loại quân trang quân dụng này trên mạng xã hội. Cũng trong thời điểm này, Công an Tân Bình cũng phát hiện và tạm giữ đối tượng NTT khi đang mặc áo khoác có in công an hiệu và chữ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. T mặc áo khoác công an và xuất hiện tại khu vực đang có đám đông tụ tập, khiến cho người dân lầm tưởng T là công an, đồng thời gây khó khăn cho lực lượng công an khi xử lý giải tán đám đông. Nhận thấy nghi vấn, lực lượng công an đã mời T về trụ sở, thì T khai là bảo vệ sân bay, mặc áo khoác công an để an toàn khi đi vào đám đông đang tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý hành vi vi phạm. Quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của ngành công an được xếp vào danh mục hàng cấm. Do đó, theo quy định tại Điều 10 Luật Quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, nếu vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra còn bị xử lý bằng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc và vật khác được sử dụng để sản xuất hàng cấm. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 1 tháng đến 3 tháng hoặc đình chỉ hoạt động. Buộc tiêu hủy tang vật, tùy theo mức độ vi phạm, tái phạm nhiều lần, có thể bị truy cứu hình sự với hình phạt tù lên đến 15 năm. Đơn vị trong thời gian tới sẽ quán triệt cán bộ chiến sĩ là tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân nắm được cái luật quản lý sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 để nhân dân nắm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp với công an quận huyện, phường xã thị trấn để tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các cái hành vi vi phạm về cái việc tàng trữ mua bán, vận chuyển trái phép quân trang quân dụng và cái công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Các loại quân trang quân dụng công cụ hỗ trợ của ngành công an do lực lượng công an sử dụng theo đúng quy định. Đây là loại trang thiết bị mang tính đặc thù cao, cần được sử dụng đúng chức năng, đúng mục đích, đúng pháp luật. Do đó, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật với các hình thức xử phạt khá nặng, có thể bị áp dụng hình phạt tù đến 15 năm.